chiến tranh Ukraine phản ánh sự suy giảm quyền lực của Mỹ. Lâu nay, mỗi lần Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông, các hội nhóm chống chế độ lại kêu gọi chính phủ Việt Nam kết đồng minh quân sự với Mỹ. Họ tuyên truyền rằng chỉ Mỹ mới có thể bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc và họ quỵ lụy Mỹ là lối thoát duy nhất. Nhưng lối nghĩ này là một ảo tưởng và ảo tưởng đó đang bị cuộc chiến tranh ở Ukraine làm cho tan vỡ. Kể từ khi cuộc chiến khởi phát đến nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ cho thấy một nước Mỹ lúng túng và thụ động. Những sự hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ bao gồm tài chính, vũ khí và các đòn trừng phạt nhắm vào Nga. Chúng không lớn hơn đòn trừng phạt từ các thành viên còn lại của NATO và đã chỉ được Mỹ đưa ra một cách rất thụ động, bất đắc dĩ sau khi bị dư luận phê phán và bị Tổng thống Ukraine nài nỉ. Nước Mỹ sau thời Donald Trump đã không còn sẵn sàng góp tiền cho an ninh quốc phòng nhiều hơn các nước NATO khác. Và quan trọng hơn, nó không sẵn sàng tham chiến để bảo vệ một quốc gia nhỏ trước một siêu cường. Chắc chắn Mỹ cần Ukraine hơn là cần Việt Nam, nên nếu họ không tham chiến để bảo vệ Ukraine trước Nga, thì họ cũng không tham chiến để bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc. Từ diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine, có thể thấy chính trị quốc tế không còn nằm trong bàn tay thao túng của các siêu cường. Nó đã trở thành một trật tự đa phương, nơi nguyện vọng duy trì hòa bình và pháp luật quốc tế ngày càng chiếm ưu thế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã chọn chính sách đối ngoại hướng đến pháp luật quốc tế và việc đa dạng hóa quan hệ thay vì quỵ lụy một siêu cường. Giải pháp mà giới dân chửi đưa ra chỉ đưa đất nước đến chỗ bị coi thường và lệ thuộc. Từ bài học lịch sử, từ sự thành công của nhiều quốc gia luôn giữ chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt. Phát biểu mới đây tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ngoại giao cây tre Việt Nam. Theo đó, lợi ích quốc gia, dân tộc được coi là mục đích cao nhất, là cơ sở gốc rễ cho các chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cây tre ngoại giao Việt Nam có gốc phải vững, thân phải chắc và cành phải uyển chuyển để thích ứng với từng bối cảnh cụ thể. Sự kiên định về lợi ích quốc gia, linh hoạt và mềm dẻo, quyết đoán và nhún nhường, thực tế và thực dụng trong từng hành động chính sách đối ngoại sẽ đảm bảo cho Việt Nam giảm thiểu nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ và tự chủ trong quá trình phát triển đất nước.